Vào tháng 10, đội tuyển Trung Quốc có hai trận giao hữu gặp Việt Nam và Uzbekistan. Đây là hai trận đấu quan trọng nhằm giúp huấn luyện viên Jankovic củng cố đội hình trước khi bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026. Bên cạnh ý nghĩa về mặt chuyên môn, đội tuyển Trung Quốc cũng đang tìm kiếm một chiến thắng để lên dây cót tinh thần sau chuỗi thành tích thiếu thuyết phục thời gian gần đây. Chính vì thế, truyền thông xứ tỷ dân dành sự chú ý lớn cho cuộc đọ sức của đội nhà với tuyển Việt Nam. Trong bài viết mới đây, Chan Sohu, Trung Quốc đã chỉ ra những nhân tố đáng ngại nhất bên phía tuyển Việt Nam. Nhiều ngôi sao được điểm tên như Hoàng Đức, Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, nhưng hai nhân tố được đặc biệt lưu ý là Tiến Linh và Hồ Tấn Tài. Tiến Linh và Hồ Tấn Tài rất có duyên mỗi khi đối đầu với các đội tuyển Trung Quốc. Năm 2019, trong trận giao hữu trên sân khách, U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc với tỷ số 2-0. Cả hai bàn thắng đều đến theo cùng một kịch bản, Hồ Tấn Tài nhận bóng bên cánh phải và kiến tạo để Tiến Linh ghi bàn. Tiến Linh ghi hai bàn vào lưới U23 Trung Quốc ngay trên sân khách. Trận lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam bị tuyển Trung Quốc dẫn trước 2-0 và bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Nhưng sự xuất hiện của Hồ Tấn Tài đã tạo nên kịch tính trong những phút cuối. Phút 80, trong pha bóng tưởng như không có góc để sút, hậu vệ người Bình Định vẫn bất ngờ tung cú đá bằng chân không thuận vào góc gần rút ngắn tỷ số còn 1-2. Chỉ ít phút sau, Tiến Linh san bằng cách biệt sau pha thoát xuống phá bẫy Việt Vị và dứt điểm hiểm hóc. Mặc dù tuyển Việt Nam thua 2-3 chung cuộc,